Truyền thuyết kể rằng, ở thế kỷ 15, khi đất nước oằn mình dưới ách thống trị của nhà Minh Trung Quốc, nghĩa quân Lê Lợi nhờ có thanh kiếm Thuận Thiên của Đức Long Quân mà đã tập hợp được quân chúng đánh đâu được đó. Cuối cùng, tống cổ được giặc Minh hung ác ra khỏi bờ cõi Việt Nam. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, dân chúng nước Việt lại tiếp tục rơi vào cảnh lầm than cơ cực dưới ách ngoại bang, không khác thời kỳ giặc Minh nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn. Bao cuộc khởi nghĩa anh dũng bùng lên rồi lại bị dập tắt. Tình thế vô cùng bế tắc. Trong bối cảnh ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách một lãnh tụ tập thể đã ra đời và nhanh chóng nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo nhờ vào một thanh gươm báu thuận lòng người và hoàn toàn có thật. Đó là chủ nghĩa Mác Lênin. Thực ra, từ trước đó, nhân dân ta đã thể hiện rõ sức mạnh vĩ đại và tinh thần bất khuất của mình qua số lượng các cuộc khởi nghĩa cũng như việc thực dân Pháp phải chật vật suốt 3 thập kỷ mới bình định xong xứ An Nam. Cái còn thiếu là một lãnh tụ đủ sức đứng ra tập hợp, tổ chức và lãnh đạo toàn thể quân chúng tiến đánh kẻ thù chung. Sau khi các cuộc khởi nghĩa theo khuynh hướng nông dân và phong kiến thất bại, một số đảng tư sản hoặc tiểu tư sản nhảy lên vũ đài chính trị toan đoạt lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc. Nhưng do bản thân quá non yếu về chính trị và tổ chức, lại phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng về đường lối, nên cuối cùng họ đã phải chuốc lấy thất bại thảm hại, bị diệt vong hoặc chỉ tồn tại vật vờ. Không ít đảng như thế thậm chí còn biến chất, quay sang làm tay sai cho thực dân đế quốc. Rốt cuộc, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam với bản lĩnh, bản chất và phương pháp luận của mình mới đủ khả năng đáp ứng được nhu cầu của đất nước về đường lối giải phóng dân tộc. Từ khi ra đời, với thanh bảo kiếm Mác Lênin trong tay, Đảng đã tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân và phát huy sức mạnh rời non lấp bể của họ, lập nên những kỳ tích chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Trong các chiến công hiển hách thời hiện đại ấy, tư tưởng của Đảng thực sự hòa quyện với tinh thần của toàn thể dân tộc. Vừa chào đời, Đảng đã tuốt gương xông ra trận tiền với cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh long trời lở đất năm 1930. Kế đó là liên tiếp các dấu son trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, gắn chặt với vai trò lãnh đạo của Đảng, cao trào dân chủ 1936-1939, cách mạng tháng 8 1945, chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, chiến thắng Điện Biên Phủ trên không 1972, Hiệp định Paris 1973, Đại thắng mùa xuân 1975, chiến thắng bè lũ diệt chủng 1979, giải cứu nhân dân Campuchia, chiến thắng biên giới phía Bắc 1979, công cuộc đổi mới 1986 với mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đánh bại các thế lực thực dân đế quốc xâm lược, Việt Nam đã khiến cả thế giới ngỡ ngàng. Cái tên Việt Nam không chỉ xuất hiện trở lại trên bản đồ thế giới, mà còn trở thành lá cờ đầu cho phong trào giải phóng dân tộc, là tấm gương, nguồn cảm hứng và bài học kinh nghiệm quý báu cho nhiều dân tộc bị áp bức khác trên thế giới. Chính giới học giả phương Tây cũng ghi nhận các thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thế kỷ 20, bao gồm chiến thắng trước hai cường quốc phương Tây hàng đầu là Pháp và Mỹ. Thời Trung Đại, dân tộc Việt Nam từng đối mặt với các kẻ thù ngoại bang mạnh hơn mình rất nhiều. Nhưng thời đó, các bên đều là các nước phong kiến với nhau, cùng một trình độ kinh tế. Tình hình khi đó khác hẳn với cuộc đối đầu lịch sử giữa Việt Nam và các thế lực phương Tây trong thế kỷ 20. Khi có sự chênh lệch rất lớn về trình độ kinh tế và khoa học kỹ thuật giữa hai phe. Trong bối cảnh đó, chủ nghĩa Mác Lênin đã cung cấp cho nước ta các vũ khí tư tưởng để bù đắp lại khoảng cách về kinh tế và công nghệ. Giữa một bên là Việt Nam nhỏ yếu và một bên là phương Tây giàu mạnh và hiện đại hơn nhiều lần. Cụ thể, học thuyết ấy mang lại cho những người cách mạng Việt Nam tính tổ chức, tính kỷ luật và phương pháp tư duy biện chứng, duy vật trong sự nghiệp của mình. Nếp nghĩ và lối sống biện chứng vốn có từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam được bổ sung thêm lối tư duy biện chứng hiện đại của chủ nghĩa Mác Lênin. Chủ thuyết này thực sự đã bổ sung thêm cho điểm mạnh văn hóa của Việt Nam, nâng tư duy của người Việt lên một tầm cao mới. Không những vậy, kho tàng Marxist còn cung cấp nhiều bài học cụ thể về khởi nghĩa vũ trang, về chiến tranh cách mạng để những người Cộng sản Việt Nam có thể vận dụng. Vì vậy, ngay từ đầu, ngoài việc dày dạn kinh nghiệm kế thừa từ các đảng Cộng sản khác, Đảng ta đã xây dựng được tầm nhìn xa trông rộng
và đạt được sự linh hoạt cao độ theo phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến, khiến Đảng vượt qua được nhiều thác gành mà kẻ thù không thể ngờ tới. Như đã nói ở trên, giữa đêm đen nô lệ thực dân, một số đảng tư sản hoặc tiểu tư sản nuôi tham vọng nắm bá quyền lãnh đạo cách mạng, nhưng đã đại bại do yếu ớt sẵn về mặt chính trị. Giai cấp tư sản dân tộc khi ấy nhỏ yếu và bị tư sản nước ngoài chèn ép, lỏng lẻo về mặt tổ chức, nên thực dân dễ dàng cài gián điệp vào bên trong đội ngũ. Cộng với đường lối nhiều sai lầm, không biết thu hút quần chúng, hành động kiểu anh hùng cá nhân, nặng về ám sát. Tinh thần cách mạng của các đảng phái đó nhiều khi theo kiểu bốc đồng, lúc hăng hái quá đà, lúc bi quan quá mức. Khi gặp khó khăn lớn, khó vượt qua, họ thậm chí sẵn sàng bỏ lý tưởng ban đầu hoặc chia rẽ thành nhiều phe phái. Trong trường hợp của Việt Nam, Quốc dân đảng là một ví dụ tiêu biểu. Trong khi đó, tổ chức Đảng Cộng sản là một khối chặt chẽ, vừa dân chủ, vừa có kỷ luật thép và phương pháp hoạt động bí mật. Nhờ đó đủ sức vượt qua mọi sự đánh phá của kẻ địch lắm mưu nhiều kế, sở hữu nhiều phương tiện kỹ thuật tối tân thời đó. Phẩm chất của người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam khác hẳn người lính dưới chế độ ngụy thời Pháp và chế độ ngụy thời Mỹ. Dưới sự rèn rũa của chính đảng Marxist, của hệ thống chính ủy và chính trị viên, các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam có ý thức giác ngộ cao hơn hẳn, tinh thần chiến đấu và tính kỷ luật cũng lớn hơn. Cho dù quân đội cách mạng nghèo hơn so với quân đội Sài Gòn, vốn được trang bị tận răng, sĩ quan có lương cao đủ nuôi cả gia đình, nhưng công tác đào tạo và học tập trong quân đội cách mạng luôn tự giác và bài bản trên cơ sở điều kiện của mình. Các đơn vị quân sự với đảng viên làm hạt nhân đều tích cực tổng kết sau mỗi trận đánh, tiến hành phê và tự phê và chia sẻ rộng rãi các kinh nghiệm chiến trường. Bài học rút ra được vận dụng ngay vào trận đánh tiếp theo. Các cấp chỉ huy cũng tích cực rút kinh nghiệm, kể cả từ các thất bại, như trận Na Sản trong chiến dịch Tây Bắc 1952, được rút tỉa nhiều bài học xương máu làm tiền đề cho thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhìn chung, quân đội ta không chủ quan khinh địch, bao giờ cũng nghiên cứu tỉ mỉ lối đánh và công nghệ của đối phương, tìm ra các điểm yếu trong thủ đoạn của đối phương để tìm cách khắc chế, hạn chế tối đa thương vong cho người lính của chúng ta. Trong điều kiện khó khăn, với ý chí kiên cường và chủ trương của Đảng về huấn luyện bài bản theo hướng chính quy, tinh nhuệ, ngay từ những ngày đầu đến giai đoạn cuối chiến tranh chống Mỹ, quân đội ta đã xây dựng được nhiều sư đoàn thiện chiến và mở được nhiều chiến dịch lớn theo lối chiến tranh quy ước, có năng lực đánh thọc sâu, chia cắt đối phương, hiệp đồng binh chủng quy mô lớn một cách nhuần nhuyễn theo phong cách hiện đại, chuyên nghiệp. Rộng ra, các lực lượng vũ trang của ta có chỗ dựa là cả hệ thống chính trị chặt chẽ, sâu rộng của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể từ trung ương đến địa phương, cả ở hậu phương lớn miền Bắc lẫn tuyền phương lớn miền Nam. Đảng giành được thắng lợi còn nhờ khả năng đưa ra đường lối sáng tạo, biện chứng, uyển chuyển, phù hợp với các chuyển biến trong và ngoài nước. Với sự cứng rắn về nguyên tắc nhưng mềm dẻo cao độ trong sách lược, Đảng đã đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, kể cả tư sản dân tộc yêu nước, quy tụ được hiền tài, bao gồm nhiều trí thức giỏi, đã bỏ lại đằng sau vinh hoa phú quý ở Pháp, Nhật để về nước dấn thân vào sự nghiệp cách mạng đầy gian khổ. Để tập hợp tối đa lực lượng và tránh sự xuyên tạc của kẻ thù trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ngay sau cách mạng tháng 8, Đảng thậm chí tuyên bố tự giải tán vào ngày 11 tháng 11 năm 1945. Trên thực tế, ta lui vào hoạt động bí mật. Cũng từ sự linh hoạt biện chứng đó, thời chống Mỹ, chúng ta đã sáng tạo ra chiến lược tiến hành hai cuộc cách mạng song song, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam. Đây là một nét độc đáo mà những người Cộng sản Việt Nam đóng góp vào kho tàng Marxist thế giới. Trong kháng chiến chống Mỹ, tính biến ảo trong đường lối của ta lên tới đỉnh điểm với chính sách phân thân 2 mà 1, 1 mà 2. Ở miền Bắc ta có Đảng Lao động Việt Nam, thì ở miền Nam ta lập Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam Việt Nam, thực chất là Đảng Bộ miền Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở miền Bắc ta có Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì ở miền Nam ta lập tương ứng Chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đều là ta cả, nhưng danh nghĩa khác nhau và có cơ cấu tổ chức theo địa bàn. Chính chiêu thức độc nhất vô nhị rất hiểm hóc này đã giúp ta tránh được các hiểu lầm và bác bỏ các xuyên tạc, từ đó tập hợp được đông đảo quần chúng, các lực lượng yêu nước và chống Mỹ, ngụy cũng như bạn bè khắp Nam Châu.
bằng con mắt phân tích biện chứng, Đảng ta phát hiện và khoét sâu mâu thuẫn cơ bản của các cuộc chiến tranh xâm lược là mâu thuẫn giữa tập trung lực lượng cơ động để tiến công với phân tán để giữ đất. Đảng cũng luôn phân biệt rõ giữa chính phủ nước xâm lược và nhân dân nước đó để đề ra đường lối ngoại giao thích hợp. Tư duy biện chứng của Bộ Thống soái chúng ta còn thể hiện ở chủ trương vừa đánh vừa đạp, đánh địch bằng 3 mũi giáp công trên 3 vùng chiến lược, phát động chiến tranh nhân dân và thế trận tình báo nhân dân, áp dụng chiến tranh du kích biến hóa kết hợp với lối đánh quy ước, luôn nỗ lực giành quyền chủ động trên chiến trường, chủ động lựa chọn địa điểm và thời điểm giao chiến, chủ động phát hiện hoặc tạo lập thời cơ, khi thời cơ đến thì mau lẹ và quyết đoán chớp lấy thời cơ. Cùng với tư duy biện chứng duy vật Marxist đó, từ những năm 1960, Trung ương Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự đoán tài tình về một cuộc tập kích tàn bạo bằng B-52 vào thủ đô Hà Nội sau này và vạch ra chiến lược chiến thuật thích hợp để chàng David Việt Nam bé nhỏ có thể đương đầu hiệu quả với sức mạnh sắt thép của gã khổng lồ Goliath Mỹ trong 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972. Chủ nghĩa Marx Lenin ưu việt là như vậy, nhưng vẫn có một số người qua các trang mạng xã hội không thừa nhận sự thật mười mươi đó. Nhân sự sụp đổ của Liên Xô và khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu trong thập niên 1990, cùng những yếu kém trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới, họ rối rít lên rằng học thuyết Marx Lenin đã lỗi thời và đã đến lúc phải vứt bỏ nó vào sọt rác của lịch sử. Điểm lại các quan điểm thù địch với chủ nghĩa Marx Lenin trên các trang mạng tiếng Việt thì thấy có 3 nhóm chính. Nhóm thứ nhất gồm những người nói lên được theo kiểu viết bậy chửi rằng không cần lý lẽ và thực tiễn gì, miễn sao bôi đen chế độ càng nhiều càng tốt. Câu chữ của nhóm này nhiều khi rất thô bỉ và mang màu sắc trợ búa. Nhóm thứ hai, Hàn Lâm trong ngoặc kép thì dùng chiêu ngụy biện tháo rời rồi lắp ráp lại các tiểu tiết với nhau theo ý đồ của mình, cố thoát ly bối cảnh để đưa ra những kết luận sai lệch, không phản ánh đúng bản chất của sự vật hiện tượng. Nhóm thứ ba, chuyên tập trung vào các mặt tiêu cực, các yếu kém, thổi phồng lên. Các yếu tố nêu ra không phải là không có cái đúng sự thật, nhưng mục đích của nhóm này là phá hoại, gây chia rẽ, gieo rắc bất hòa, chứ không phải là mục đích xây dựng, xuất phát từ cái tâm trong sáng của người phản biện tích cực và đàng hoàng. Có lẽ thực tiễn các năm tháng kháng chiến thần thánh và công cuộc đổi mới của đất nước trong 3 thập kỷ qua là câu trả lời có sức nặng nhất đối với cái lý lẽ cho rằng chủ nghĩa Marx Lenin đã đến hồi cáo chung. Trên phương diện lý luận, cần thấy rằng học thuyết này là một học thuyết ngoại nhập từ chính thế giới văn minh phương Tây, cụ thể là châu Âu, với truyền thống khoa học và phân tích rất ấn tượng. Người Việt nói chung và Đảng Cộng sản Việt Nam không tự nghĩ ra học thuyết Marx Lenin mà chỉ vận dụng và phát triển sáng tạo trong hoàn cảnh Việt Nam. Lý luận Marx Lenin cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Lý luận đó vừa là sự phản ánh cuộc đấu tranh giải phóng con người, vừa là kết quả lao động của rất nhiều trí thức, trước hết là các bộ óc vĩ đại như Karl Marx, Engels, Lenin, các nhà tư tưởng và triết học lớn của thời đại. Tương tự như các danh nhân Aristotle, Platon của thời kỳ văn minh Hy Lạp sáng lạ thuở xưa. Mà Marx và Engels cũng không chỉ sáng tạo đơn thuần, họ đã kế thừa một cách có phê phán, tinh hoa trí tuệ từ cổ chí kim của nhân loại nói chung và của châu Âu nói riêng, với đóng góp của các nhà triết học cổ điển Đức vĩ đại như Hegel, Kant, Feuerbach và các nhà kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh, Adam Smith, David Ricardo và các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng Pháp, những vị nổi danh về năng lực tư duy trừu tượng. Học thuyết Marx Lenin được xây dựng vững vàng trên nền tảng logic hết sức chắc chắn của phép duy vật biện chứng, ra đời từ sự kết hợp có tính nhảy vọt giữa phép biện chứng đỉnh cao của Hegel với quan điểm duy vật quyết liệt của Feuerbach và trên cơ sở khái quát hóa các thành tựu của khoa học tự nhiên. Vì vậy, nếu ai đó muốn phỉ nhổ mà không suy nghĩ và học thuyết khoa học này thì tức là họ đã trà đạp lên cả nền văn minh phương Tây mấy ngàn năm, lên các danh nhân nói trên. Thực tế ngày nay, từ khi khủng hoảng kinh tế của các nước tư bản phương Tây nổ ra năm 2008, các bản in cuốn tư bản luận bất hủ của Karl Marx bán khá chạy, trở thành thời thượng ở chính phương Tây, để giúp không chỉ giới sinh viên kinh tế, các nhà nghiên cứu mà còn cả các nhà doanh nghiệp phương Tây tìm hiểu ngọn nguồn của các đợt khủng hoảng có tính chu kỳ của nền kinh tế tư bản và tìm cách ứng phó. Đã có nhiều tổ chức và nhà kinh tế của chính phương Tây khẳng định có nhóm dân chỉ chiếm 1% tổng dân số thế giới nhưng lại sở hữu tới 50% tổng tài sản thế giới. Riêng tổ chức Oxfam dự báo
số 1% dân giàu nhất đó sẽ sở hữu nhiều hơn 50% tổng tài sản thế giới vào năm 2016. Về thu nhập có sự đối lập ngày càng lớn giữa những nhà tư bản và những người làm công ăn lương. Cuốn sách Tư bản trong thế kỷ 21 của nhà kinh tế học người Pháp Thomas Piketty, xuất bản lần đầu năm 2013, đã được dịch sang nhiều thứ tiếng và bán được 1,5 triệu bản. Dựa trên nhiều khảo cứu hết sức kỳ công, cuốn bestseller này đưa ra kết luận sự bất bình đẳng là nét bản chất của nền kinh tế tư bản và khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng trong chế độ tư bản từ thế kỷ 18 cho đến nay. Cuốn sách đã củng cố thêm các phê phán trong cuốn Tư bản luận của Karl Marx. Chuyên khảo của Piketty dẫn lại sự kiện cảnh sát Nam Phi vào ngày 16 tháng 8 năm 2012 đã xả súng bắn chết 34 công nhân mỏ khi các công nhân này biểu tình đòi tăng lương, coi đó là một biểu hiện của mâu thuẫn gay gắt giữa tư bản và lao động trong thời hiện đại. Từ trước năm 2008, cũng ở ngay chính phương Tây, đã có sẵn nhiều website phổ biến bằng tiếng Anh, sử dụng cả tên miền quốc gia và quốc tế, chuyên lưu trữ và chia sẻ các tài liệu Marxist, bao gồm các tác phẩm kinh điển của những người sáng lập ra chủ nghĩa Marx Lenin. Các trang mạng này thuộc về các chính đảng cánh tả, các nhóm phi chính phủ hoặc các nhóm hâm mộ và nghiên cứu chủ nghĩa Marx. Thậm chí khi có nhà xuất bản quyết định rút các bản dịch tiếng Anh, các tác phẩm của Marx và Engels ra khỏi một trong số các trang chia sẻ như thế, vì lý do bản quyền và muốn thu lợi, họ đã gặp phải cơn mưa phản đối từ độc giả khắp toàn cầu. Như vậy, các thế lực phản động không tiêu diệt được tư tưởng của Marx và Lenin trong thế kỷ 21. Họ cũng thất bại trong âm mưu đưa thi hài của Lenin ra khỏi lăng trên quảng trường đỏ của nước Nga. Tại London, trung tâm tài chính của thế giới tư bản vẫn sừng sững tượng Marx và thư viện tưởng niệm Marx. Nhiều yếu kém hiện nay liên quan đến công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta là do các yếu tố văn hóa bản địa và hoàn cảnh lịch sử, bao gồm các tàn tích từ thời phong kiến phương Bắc cho đến thời kỳ thực dân kiểu cũ và mới phải từ từ khắc phục. Chủ nghĩa Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục vẫn là ngọn cờ dẫn dắt dân tộc Việt Nam. Nếp nghĩ và tính cách tiểu nông, tiểu tư sản với các nhược điểm như tùy tiện, manh mún, ăn sổi ở thì, hẹp hòi, rõ ràng còn rất mạnh, đòi hỏi một cuộc chiến khổng lồ, dài lâu để loại bỏ chúng. Con người và văn hóa Việt Nam mới chỉ đang trong quá trình chuyển mình từ tĩnh sang động, từ khép kín sang hội nhập quốc tế sâu rộng, từ amateur sang chuyên nghiệp. Sự tồn tại của các yếu kém nói trên không liên quan đến công cụ tư duy rất sắc bén mà chúng ta đã tiếp thu từ chính phương Tây. Ngược lại, chính phương pháp luận Marxist giúp chúng ta nhận rõ các điểm yếu trong tâm lý dân tộc, thấy được người Việt xấu xí là như thế nào và do đâu mà lại như vậy. Vấn đề bây giờ không phải là gác học thuyết Marx Lenin sang một bên, mà là phải học tập nghiêm túc để hiểu thực chất của lý luận đó và phát triển sáng tạo trong tình hình mới. Bài học lịch sử đã chỉ ra, để theo kịp thời đại, cần phải thường xuyên mài sắc thanh bảo kiếm đó, tránh tình trạng giữ khư khư trong vỏ khiến gươm hoen rỉ, đồng thời cũng phải tránh bệnh chém bừa, gây sứt mẻ và, nguy hiểm hơn, tình trạng lợi dụng danh nghĩa gươm báu để hãm hại những người hiền tài của đất nước. Công tác xây dựng đảng hiện nay đang được đặt ra cấp bách hơn lúc nào hết, đã trở thành vấn đề sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong công cuộc chỉnh đốn đảng, mỗi đảng viên cần nắm vững, nắm chắc vũ khí Marx Lenin để gột bỏ tư tưởng vị kỷ trong mỗi cá nhân và diệt trừ không chỉ chủ nghĩa cơ hội chính trị mà còn các ung nhọt tham nhũng, quan liêu, đặc quyền đặc lợi vì một xã hội lành mạnh, dân chủ và văn minh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.